Kết phiên ngày 27 tháng 7, thanh khoản 22.695 tỷ, giảm 3,51 điểm xuống còn 1.197 điểm, mất mốc 1.200 điểm. Thanh khoản hôm nay rất là lớn, với 1 tỷ 162 triệu cổ phiếu được giao dịch trong phiên ngày hôm nay. Thị trường vẫn tiếp tục phân hóa, có đến 12 mã tăng trần, đặc biệt là DXG. Như video ngày hôm qua tôi có phân tích với mọi người, với thị trường bây giờ chỉ có dòng thép và dòng bất động sản đang là những cái dòng mà hút tiền và mô hình dòng tiền đang đẹp nhất thì video ngày hôm qua các bạn tôi có đăng trên với trang cộng đồng đúng không các bạn biết một ngày trước này trong nhóm này bán idc mua đấy các bạn trong nhóm chuyên nghiệp các bạn còn lo lắng tôi bảo là tôi mua đấy đấy thì cho nên các bạn trong nhóm chuyên nghiệp các bạn mới mua đấy bởi vì giai đoạn này giai đoạn mà uh, khó khăn mà cho nên các bạn cũng rất là rén bởi vì cái mô hình dòng tiền của đấy thì đánh khá là nhiều lần rồi cho nên form nó đẹp mà hôm nay tăng trần thanh khoản cũng đột biến 771 tỷ giao dịch cho việc ngày, ngày hôm nay đấy thì tỷ lệ win rất là tốt rồi ngày mai hàng về không thì tôi có phân tích mọi người trên youtube này rất là nhiều lần rồi dòng bất động sản đang là dòng hút tiền mạnh lowland hôm nay vẫn tiếp tục tăng mạnh không? vẫn thanh khoản hơn nghìn tỷ mà không tăng được trần thôi không? à, viên Nick tạo một đỉnh rồi không cho nên cái giai đoạn tới là cái giai đoạn mà rất là rủi ro khi mà VNX mà tạo hai đỉnh là các bạn phải tranh thủ các bạn hạ bớt tỷ trọng xuống nhá hạ bớt tỷ trọng xuống có thể là đánh chỉ khoảng tầm 40 30 phần trăm tài khoản thôi và chọn những cái cổ phiếu mà mà nó mới có một đỉnh chẳng hạn thì các bạn cân nhắc các bạn tiếp tục làm giữ ví dụ như ở Lowland nó vẫn có một đỉnh Lovelen vẫn chưa có biểu hiện tạo đỉnh một thì có thể ngày mai sẽ là tạo một đỉnh một xong rồi sang tuần tới nó tạo đỉnh hai xong rồi có thể là sẽ suy yếu cùng thị trường ngoài ra một vài dòng bắt đầu tôi thấy có biểu hiện là có khả năng là tuần tới sẽ giữ nhịp thị trường nhá mọi người nhá những cổ phiếu như kiểu là vick chẳng hạn đấy thì nữa sẽ phân tích mọi người vick tại sao nó có thể khả năng tuần tới sẽ là những cổ phiếu sẽ giữ trận cho thị trường đấy bởi vì thị trường tuần tới nhiều cổ phiếu đã đã chuyển sang trạng thái suy yếu rồi mẫu hình dòng tiền cũng suy yếu rồi các bạn nhìn trên thị trường hôm nay 262 mã giảm điểm hai mã đóng cửa về giá sàn là các bạn phải biết là cái số mã giảm nhiều hơn và nhiều dòng đã có biểu hiện suy yếu rồi ví dụ dòng cảng biển chẳng hạn đúng hóa chất đấy là bắt đầu có biểu hiện tạo đỉnh và suy yếu rồi kể cả dòng chứng khoán đúng không kể cả dòng chứng khoán luôn nhiều cổ phiếu đã gọi tăng tăng bây giờ chỉ gọi tăng dướn đúng không? tăng dưỡng đối với thị trường thế giới và thị trường thế giới thì đang rất là tích cực đúng không? thị trường của mình thì để mà lên những cái vùng cao hơn ví dụ một nghìn một thì nó sẽ phải cần những cái nhịp điều chỉnh và khi mà đã tăng sốc tăng thốc như giai đoạn này rồi và khi mà tạo mẫu hình hai đỉnh thì thường sẽ có xu hướng điều chỉnh rất mạnh cho nên các bạn phải cẩn trọng Đấy, lịch sử là như vậy đúng không? mà kinh nghiệm là chia sẻ với mọi người là như vậy còn bây giờ là mình đầu tư thì mình cứ đầu tư thôi với thị trường nó vẫn đang tăng nhiều cổ phiếu vẫn tăng trần mà nhưng mà khi mà có biểu hiện suy yếu của vnx là mình phải hạ thị trọng ngay thậm chí là bán hết để dành tiền chuẩn bị cho một trận mới các bạn yên tâm trong quý tới đúng không? À, quý này là tôi, tôi có phân tích mọi người rồi quý này cơ hội vẫn còn rất là nhiều nhưng không việc gì mà mình phải quá là fomo hay là tiếc nuối gì cả thị trường thế giới nó tận tiệm cận vùng đỉnh của nó rồi thì kiểu gì thì kiểu VNX trong năm nay tôi nghĩ sẽ lên nhẹ nhàng khoảng 1.280 nhưng mà trước khi lên cái vùng 1.280 đó thì sẽ có những cái nhịp điều chỉnh rất mạnh cho nên các bạn phải cân nhắc nha cân nhắc nói chung là cứ đầu tư theo kiểu gì thì nó thị trường nó đánh theo kiểu gì thì mình đánh kiểu kiểu như vậy thôi đúng không? nhưng mà khi mà lên trên những cái vùng rủi ro hay là những cái mẫu hình mình đã trải nghiệm là nó nguy hiểm thì thôi mình tạm thời là mình đứng ngoài đã chẳng hạn đúng không rồi bây giờ mình cứ cố gắng mình cố đấm ăn xôi cuối cùng cuối cùng là bị ăn đấm À, cuối, và quan trọng nhất đó là mình giữ tiền để cho một cái trận mới, oh, trận mới thì lại ngon, oh, rất là nhiều cổ phiếu sẽ vào trận uh, trong cái trận trong quý này quý 3 Ok thị trường thế giới rất là tích cực, uh, Nasdaq tăng đến 1,41%, Dow Jones tăng 0,29%, S&P 500 tăng 0,71%, uh, Nikkei tăng 0,82%. Uh, theo kinh nghiệm của những nhà đầu tư lâu năm hay là trên thị trường thế giới đỉnh lãi suất, đỉnh lãi suất thì là đáy của chứng khoán ấy. Nhưng mà thị trường thế giới phải nói là nó tăng rất là khủng khiếp nick Nikkei hay là thị trường Mỹ nó tăng vượt các cái vùng kháng cự rất mạnh của nó Thì VN Index rồi rồi trong năm nay các bạn sẽ thấy sẽ có bất ngờ Ví dụ tôi dự kiến là có thể lên vùng 1280 chẳng hạn Nhưng hoàn toàn nó có thể là sẽ hơn cả các vùng đó cơ không? nhưng mà mình tránh được cái nhịp này, các bạn sắp tới quý này thì nó sẽ kể một cái câu chuyện khác mọi người nhé, kể một câu chuyện khác. Uh, về những cái cổ phiếu khác thì nó sẽ những cái cổ phiếu nào dung du tích lũy dòng tiền nó hướng đến thì các bạn sẽ chú ý đến những cái dòng đó để mà chiến đấu trong cái trận này và trận này thì là trận ăn tết mà đúng không thì nên là các bạn yên tâm thì cái trận này thì sẽ chú ý rất là kỹ để cho mọi người một cái kèo ngon cái quan trọng là cái nhịp uh, tôi nghĩ là nhịp chỉnh mạnh sắp tới này cố gắng mà thoát được hoặc là mình đánh tỷ trọng rủi ro cái giai đoạn mà rủi ro sắp tới đây thì mình đầu tư tỷ trọng ít thôi và chọn những cái cổ phiếu mang tính chất an toàn và mới có một đỉnh và dòng tiền nó vẫn đang hướng đến thì mình đầu tư còn đâu hạn chế đua giá FOMO những cái cổ phiếu đã có mô hình dòng tiền suy yếu rồi nhá ok Đấy, Han Seng thì lại tiếp tục tăng 1,45 phần trăm là Cospi tăng 0,44 thị trường châu Âu cũng tăng rất là tốt các tăng 1,83 phần đắc tăng 1,21 khối ngoại thì dạng này mua dòng khá nhiều đúng không? hôm nay tiếp tục mua 313 tỷ tập trung mua rất là nhiều HD Bank, VNM, DXG, HSEN, họ bán ra nhiều CTG, STB, BO. Tự doanh, nó tự doanh hôm nay cũng mua dòng rất là nhiều hơn 249 tỷ. Ok, đi sâu vào phân tích các mã để xem thị trường của mình số tốt ra sao và mọi người nhớ like nhá, like cho vui. Đi à, thì, thì, hôm qua thì phân tích mọi người rồi, luân chuyển cái thứ ID bán IDC chuyển uh, DG thì cũng rất là ngon anh Vũ. Thật ra con DG trong nhóm chuyên nghiệp là là là, là mua rồi, oh, mua rồi rất là ngon. DG hôm nay tăng trần rất là mọi người rất là trong nhóm rất là phấn phấn khởi Đấy, còn Lovelen nữa đúng không Lovelen nữa hôm nay cũng tiếp tục tăng Đấy, mọi người có gần hai chục rồi rất là ngon nghẻ từ bùng lên bắt 14 90 là gần hai chục 15 cũng gần hai rồi 10 mười, mười mấy phần trăm rồi đúng không? 18 bây giờ hôm nay lên 18 15 hôm qua có phân tích mọi người trên YouTube này nếu mà lên vùng quanh quanh vùng 18 15 18 50 là các bạn có thể cân nhắc các bạn mà uh, chốt lời non nữa. bạn nào mà đánh theo uh, target thì các bạn có thể chốt lời non một uh, còn bạn nào mà đánh theo phân tích kỹ thuật thì cứ phải đợi là hai đỉnh thì bắt đầu mình mới chốt lời đấy tùy vào mỗi người một phong cách đánh thế bạn nào mà thấy đủ đủ rồi thì các bạn chốt lời cũng được mà xét về phân tích kỹ thuật thì nó chưa vi phạm bất kỳ điều gì hôm nay tiếp tục tăng 3,78 phần phân tích viên index trước mọi người nhé index thì thì đây hôm nay tạo một đỉnh rồi nha hôm nay tạo tạo một đỉnh rồi thì uh, tôi rất là lo cái form này thì cũng gặp khá là nhiều lần đặc biệt là RSI đang ở trên vùng cao đúng không lên tám ba bắt đầu đánh kiểu như này thì các bạn cứ nhìn cái form kiểu này có rất là nhiều form nó đánh kiểu như này rồi khi mà RSI lên cao đặc biệt tôi nghĩ cái giai đoạn này lại dễ cái giống giống cái giai đoạn mà năm hai nghìn hai khi mà RSI nó lên rất cao đúng không RSI lên rất cao xong mình nó cứ tăng miết thôi ngày nào cũng tăng ngày nào cũng tăng hai bốn sáu tám 8 phiên không? 8 phiên tăng liên tiếp xong rồi bắt đầu là tạo đỉnh bột này, bắt đầu tạo đỉnh hai rất ngắn xong rồi úp luôn. Úp và các bạn biết là chiết khấu từ vùng 1200 là xuống cái vùng này đến tận uh, gần 300 điểm. Nghĩa là từ vùng 1200 mà nó xuống đến tận à 200 điểm xuống tận 998 là các bạn phải hiểu là nó, nó, chiết khấu sâu như nào. 200 điểm trong một thời gian rất là ngắn. Nó chỉ khoảng tầm 2 tuần thôi. 2 tuần trước Tết, đây là giai đoạn là trước Tết. Nó úp rất nhanh. <laughs> Nhưng mà nhịp này thì dù có úp giống như cái giai đoạn đó thì nó cũng sẽ lên một nhịp nữa thì nhịp đó sẽ là lên vùng 1280, tôi nghĩ cái nhịp đấy sẽ là vùng 1280 Thì thôi bây giờ mình nhìn cái form mẫu hình như này mình gặp nhiều rồi thì thôi mình uh, tạo một đỉnh rồi đúng không? xong rồi bắt đầu tạo đỉnh hai thì thôi mình khả năng là mình cứ hạ bớt tỷ trọng xuống và, và chọn những cái cổ phiếu mang tính chất an toàn mình đầu tư thôi. Hoặc là bạn nào thấy rủi ro quá thì các bạn bán hết các bạn đúng ngoài cũng được. À, mỗi người một quan điểm thôi nha. Tôi thấy yêu rồi ai đang cao cao của tôi cũng hãi lắm đặc biệt là lên trên cái vùng kháng cự ở vùng 1215 nghìn tôi nghĩ là nếu mà có tạo đỉnh hai cao hơn đỉnh một thì nó cũng lên quanh quanh vùng 1215 nghìn rồi bắt đầu cũng rụng thôi tôi nghĩ là như vậy không? thì mà điều chỉnh trong quá trình tăng sốc tăng tốc chả có thị trường nào mà cứ tăng mãi tăng mãi hay là chả có cổ phiếu nó tăng mãi tăng mãi chẳng hạn trong một quá trình đi lên mạnh mẽ thì thường nó cũng sẽ có những nhịp điều chỉnh để tiếp tục để gom hàng và thay máu dòng tiền để đi lên một nhịp nữa thì trong nhóm thì vẫn đang cầm cổ phiếu mọi người vừa mới mua đấy hôm qua xong thì làm sao mà full cổ phiếu à, tiền được Thế nên cho Thì các bạn phải hiểu cái vấn đề như vậy à, trong nhóm vẫn giữ thép này đấy đúng không à, bất động sản lowland thì các bạn trong nhóm thì các bạn đang vẫn đang cầm nói chung các bạn đầu tư theo trong nhóm khuyến nghị thôi nhá thấy có biểu hiện mà rủi ro là à, khi nào mà thấy bảo mà bán hết thì thôi các bạn cũng cân nhắc một chút đúng không thì tôi cũng có kinh nghiệm này trên những cái quả kèo mà thấy rủi ro thôi bây giờ mà mình mà không chịu tuân thủ thì có khi là các bạn bao nhiêu lãi mà từ cái trận mà phải thành thật với mọi người là cái các bạn xem trên YouTube này các bạn biết là tôi chia sẻ mọi người rất là thật tâm và những cái kèo lóng ngon thì cũng hay phân tích ở trên này luôn đúng không chứ có vẻ là giấu hay giếm gì đâu nhưng mà bây giờ đang thành quả của mình đang rất là nhiều rồi mà chẳng nhẽ lại lên trên vùng này mà mình chỉ vì ham một chút lợi nhuận đúng không nó có tăng thêm một, một hai phiên nữa mà các bạn ham hố quá xong rồi cuối cùng là mất hết thành quả nó có những nhịp rung rú rất mạnh đấy các bạn nhìn cái nhịp này thì các bạn biết nó giết rất rất là nhanh giết rất là nhanh khi mà nó tăng sốc tăng tốc và RSI lên cao bắt đầu giết rất nhanh và các bạn biết cái giai đoạn này là nhiều nhà đầu tư nhá nhiều nhà đầu tư coi như về mo luôn nghĩa bao nhiêu cái thành quả từ vùng này đi lên mà tâm lý và nhiều nhà đầu tư lại nên trên vùng cao thậm chí là vẫn đang sử dụng margin này tất cay chẳng hạn thì lúc nó giảm xuống thì cái áp lực về margin mà nó cứ sàn mọi người nhiều cổ phiếu nó cứ mở mắt ra là sàn mở mắt ra là sàn ví dụ hồi nhẹ một hai phiên nó bắt đầu sàn liên tội xuống Thành ra là tâm lý của mọi người lúc đấy sẽ khác lắm, mọi người nó sẽ không được như bây giờ đâu, nó sẽ không được như bây giờ đâu. Bây giờ mình có coi như là mình sẽ là hạ bớt tỷ trọng xuống là hợp lý, đúng không? Chứ đừng có hoang ham hố vào trận trong năm thì trong năm nay thì cực kỳ nhiều luôn chứ không phải là ít cho nên mình cứ phải cẩn trọng thôi. Và hôm nay các bạn thấy là khối lượng rất là lớn, đúng không? Khối lượng rất là lớn. Cho nên đây là cái cây phân phối có thể là cái một cây phân phối thứ nhất, đúng không? phân phối thứ nhất phân phối để điều chỉnh tôi vẫn nói với mọi người là dù có điều chỉnh mạnh ở dịp này thì trận sau thì vẫn là một trận rất là ngon cho nên các bạn phải có thể là các bạn sẽ kiên nhẫn các bạn đợi một cái trận sau mà tôi cho vào list theo dõi rất là nhiều cổ phiếu chuẩn bị vào trận rồi cho nên là khi mà vn nó điều chỉnh mạnh thì các bạn sẽ nhận ra những cái cổ phiếu nào khỏe nhất hút tiền nhất và giữ trận tốt nhất thì các bạn để dành cho một cái trận sau nhá Bây giờ thì mình đầu tư vẫn đầu tư vào 11 đỉnh mà thì có thể là VNX sẽ có thể là dùng du tích lũy vùng này quanh quanh tầm 2 đến 3 phiên nữa thì nó yếu thì nó mới yếu thôi chứ còn cũng ít khi mà một phát úp luôn nó cũng ít khi Nhưng hôm nay có cái lên treo cổ là hơi rén đấy đến treo cổ mà có thể là ngày mai sẽ điều chỉnh thêm nó ngày mai sẽ điều chỉnh thêm xong rồi nó sẽ tạo đỉnh sau thấp đỉnh trước hoặc là đỉnh... đấy, có, có có khả năng như vậy nhưng mà thị trường vẫn phân hóa thôi mọi người vẫn phân hóa nhá Đấy, hôm nay chia sẻ về Viên dài dài một chút để các bạn cân nhắc trong giai đoạn tới à, Cùng nắm thì khỏe lắm thì Viên tôi nghĩ chỉ lên vùng một tầm một nghìn một trăm à một nghìn hai trăm rồi bắt đầu là sẽ chuyển sang suy uh, yếu đấy. Bởi nhìn nhiều dòng bắt đầu có biểu hiện xấu xấu rồi. Đầu tiên là sẽ phân tích với mọi người dòng bất động sản bây giờ đang là dòng hút tiền nhất. Đúng không? Các bạn nhìn ý, dòng tiền kiểu như này thì. Nó mới có một đỉnh thì kiểu gì sẽ có đỉnh nữa Cho nên không các bạn mà cầm cụ những cái cổ phiếu này Các bạn đánh đúng theo phân tích kỹ thuật Thì các bạn cứ phải đợi hai đỉnh các bạn mới chốt lời Ý nhất là hai đỉnh đúng không Hoặc là các ông chốt theo target Thì hôm nay thì nó tương đối đã đạt target rồi Lên vùng 18, 15 Bởi vì video hôm qua tôi phân tích mọi người Lowland là 18, 15 đúng không Trong nhóm thì lãi thì gần 20% rồi Thì các bạn chốt lời là, tuy là, 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 tùy, tùy thôi con này là ăn hai mình nhịp khá là to đấy mình nhịp này các bạn nhớ trên youtube đấy cũng có phân tích của mọi người con lô và trong nhóm mua giai đoạn 23 tháng 3 ấy, giai đoạn này, này và phân tích của mọi người là cái mẫu hình như sách đọc của giáo khoa ấy, là ăn được một cái vòng này đúng không và bắt đầu lô ăn một vòng này nữa thì rất là tuyệt vời nhá lô <laughs> này dg này tăng trần này dg thì cái form của nó rất là tốt rồi các bạn nhìn này xử lý cả này đấy tôi cũng phân tích mọi người hôm qua là xử lý cản một hai ba Mày thường là bứt là phải hôm nay sẽ bứt luôn thì hôm qua mình mua thì mình cực luôn, nó cược. Vì cái dòng tiền đang hướng về dòng bất động sản mạnh mẽ như này, DG nó chạy được như vậy, lô lên nó cũng chạy như vậy. Lý nào mà con DG mẫu hình dòng tiền đang đẹp như này mà không chạy được nhịp nào, Đó. Dòng tiền thì cũng rất là đẹp chứ có thể phân phối vân viết gì đâu, đúng Dòng tiền rất là đẹp. Ví dụ là có những cái phiên như kiểu ngày 19 tháng 7 xong nó yếu luôn thì không nói. Nhưng mà những cái ba phiên tới nó bứt luôn, vượt qua cái vùng kháng cự này luôn, Đó. Thì thì nó chuyển sang trạng thái là tích lũy trên vùng tạo nền mới đúng không tạo nền mới thì tất nhiên là khi mà có uh, sự đồng thuận của dòng bất động sản và dòng tiền hướng dòng bất động sản thì nó sẽ chạy thôi đấy g và con này thì tôi phân tích mọi người rồi đúng không vì thì dự kiến là trong năm nay thì chạm bao nhiêu thì không biết không biết là một nghìn hay 1, 400, thì là một nghìn ba trăm hay một nghìn bốn trăm đây tùy nhưng mà DG và DG thì tôi có phân tích mọi người trong năm nay thì kiểu gì thì kiểu cái cái form kiểu như này thì DG sẽ là 2X và DG đi DG là tầm 3x đúng không? Thì G có khi là chạm sớm, có khi đánh kiểu này có khi lại long ngoằng lại đạt target sớm, bây giờ đã lên 18 rồi, 1805 rồi. Thì nó 2x thì nó chỉ có có hai giá nữa là thôi chạm rồi thì thì có khi lại đạt target sớm quá, DG. DG thì nó tầm 3x thì nghe cũng phải khó khăn hơn ba x bởi vì là cái vùng nó gồm gặp về vùng kháng cự hai hai sáu năm mươi cái vùng đó thì cũng phải xử lý cả mất tầm 3 đến 5 phiên chứ không phải là oằng lòng nó, nó tăng quá khiếp đâu nhưng mà với cái dòng tiền này không biết nó cứ cũng cũng không biết thế nào mà lần nó về dòng tiền bất động sản nó và cái đặc thù của dòng bất động sản nó đánh rất là điên đúng không đây với, với, form này mẫu hình dòng tiền vi phạm gì đâu mọi người không vi phạm bất kỳ điều gì nếu mà vnx mà kéo sốc kéo thốc lên một nghìn thì hoàn toàn dòng tiền đang hướng về dòng bất động sản này thì hoàn toàn DG có thể nó nó bay luôn bây giờ xử lý cản này thì cũng bây giờ là cũng một hai ba phiên rồi nó về xử lý cản vùng này nó bị điên lên nó đánh ầm 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 đến ba x luôn thì chứ còn không phải đơn giản đâu bởi vì bây giờ là 26 sáu rồi đúng không? bây giờ hai sáu rồi ba x thì nhưng mà hơi khó đấy đúng không nhà có vẻ hơi khó lên ba x nhịp này luôn thì bốc quá cũng phải gặp kháng kháng cự phải tôn trọng một tí cũng phải test test lại một chút DG thì cũng vậy đúng không DG thì bảo mọi người là phân tích với mọi người rồi Các bạn xem lại cái video mà Quý đầu tư đầu tư gì trong quý mới Đúng không? Các bạn xem có video mà đầu tháng 7, ngày mùng 1 tháng 7 ấy, Tôi lên một video đầu tư gì trong quý mới Và nhấn mạnh, dần nhấn nhấn mạnh nhất là dòng bất động sản Bởi vì nó biên còn nhiều, dư địa còn nhiều Và nhấn mạnh rất là kỹ dòng bất động sản Các bạn xem lại video đó nhé Xem lại video đó và chú ý hai cổ phiếu đó là DG và DG Phân tích rất là kỹ luôn Phân tích rất là kỹ luôn bởi vì trên, trên trên, này các bạn phải hiểu là uh, các bạn không phải là mình hô hào gì cả mà là mình đánh theo phân tích kỹ thuật và phân tích theo dòng tiền cũng như là dư địa của cổ phiếu, định giá của cổ phiếu kết hợp vào để mà đưa ra nhận định cho mọi người chứ không phải là không phải là mình đã theo kiểu hô hào mà không có một căn cứ lý do gì mà tôi cũng chả bao giờ hô hào gì các bạn lái thì tôi được cái gì tôi có phải là lái lủng gì đâu mà tôi hô hào thì các bạn tôi được cái gì cổ phiếu nào yếu thì tôi bảo là yếu cổ phiếu nào xấu thì bảo là xấu cổ phiếu nào đẹp thì bảo là đẹp đấy còn tăng hay không đấy là uh, lái liếc nó đánh hay là thị trường nó phản ứng chứ còn đâu bây giờ thì thì bây giờ mình uh, cứ đánh thôi tiền mình thì mình đánh đúng không lãi thì mình được tiền còn lỗ thì mình mất tiền thế thôi đúng không? còn ông nào uh, tiền của các ông thì các ông quản trị chứ đúng không? anh em trên này vui vẻ chúc nhau sức khỏe là vui rồi đúng không có như thiết đâu phải nghe theo gì đâu các bạn theo dõi cũng được các bạn học hỏi để mà các bạn mai sau các bạn chinh chiến thấy đúng thì mình ghi chép hay là mình uh, mình, mình <laughs> mình mình ghi nhận những cái đó đó để mình rút kinh nghiệm còn thấy sai thì mình không quan tâm đúng không? đấy là câu chuyện rất là bình thường trên thị trường chứng khoán để chia sẻ luôn luôn trong tâm niệm tôi muốn xây dựng một cái kênh mà uh, cho mọi người những cái nhận định um, sát với thị trường cũng như là uy tín một chút để mà mọi người có những cái kinh nghiệm để mình mà chiến đấu ở trên thị trường bởi vì thị trường chứng khoán là một trong những thị trường rất là khốc liệt nhưng mà cơ hội thì lại có rất là nhiều cơ hội mà các bạn có thể kiếm cái nghề tay trái ấy, đúng không? cái nghề tay trái mà các bạn đem lại biên lợi nhuận Đấy, trong những thời gian mà rảnh rỗi và đây là một công công, công việc mà uh, gọi là mình phải đầu tư trí óc ấy. đầu đầu tư làm việc bằng trí óc và uh, cần học hỏi đọc sách các thứ và chinh chiến kiến thức kinh nghiệm và trải nghiệm đấy ok à, đi vào phân tích cổ phiếu nhá mọi người nhé để chia sẻ những, những vấn đề như vậy để mà cái trận sắp tới đúng không cái trận sắp tới thì các bạn xem là dòng tiền nó chú ý đến những cái cổ phiếu nào và những cái cổ phiếu nào có dư địa tốt nhất để các bạn đầu tư trong cái trận tới đúng không và cũng có phân tích của mọi người rồi khi mà hạ lãi suất thì dòng bất động sản là dòng hưởng lợi đầu tiên thì cho nên và dòng bất động sản cũng là dòng còn biên nhiều thì tôi phân tích và, và chú ý mọi người dòng bất động sản đoạn này đúng không <laughs> đấy đấy, đấy xong mọi người nhé có vi phạm gì đâu tăng trần thì vi phạm cái gì thường những cái cổ phiếu nào mà tăng trần thì thường nó chả bao giờ vi phạm cái gì cả ok bất động sản dg như vậy nhé target thì trong năm nay dg là hai x dg 3 x à, dù có điều chỉnh thì tôi nghĩ khi mà tạo được cái vùng cân bằng thì các bạn cũng nên chú ý lại những cái cổ phiếu như này Đó. dg dg rồi những cái cổ phiếu như nam long này thì nó bắt đầu là đấy, hôm nay tiếp tục lại tăng hai về ba mươi dòng nói chung là dòng bất động sản bây đang hút tiền rất mạnh mà mọi người các bạn nhìn toàn cảnh thị trường là các bạn biết là là dòng bất động sản nó hút mạnh mà các bạn nhìn nhà này Đúng không? DG này, đa phần là toàn bất động sản lbb này đấu giá đất thủ thiêm các kiểu ldg toàn bất động sản nó hút tiền chứ bây giờ các dòng khác thì đa phần là đang suy yếu rồi nhiều dòng là bắt đầu đang suy yếu và có biểu hiện là bị hút tiền sang dòng bất động sản rồi cho nên dòng bất động sản đó là dòng đẹp nhất của thị trường vậy mà bây giờ thị trường đang tạo một đỉnh rồi mà dòng bất động sản mà suy yếu khả năng là cũng đi luôn <laughs> khả năng đi luôn OK, đấy dòng bất động sản mọi người nhé. Đây phân tích dòng bất động sản có những cái cổ phiếu chú ý như vậy thôi. Bạn nào muốn hỏi mã ngành nào khác của bất động sản thì bình luận phía dưới video. À, sang dòng chứng khoán đi. Dòng chứng khoán thì bây giờ xét về phân tích kỹ thuật thì thì một vài cổ phiếu là vẫn còn chưa vi phạm gì như SSI chẳng hạn, nó chưa vi phạm gì. Đúng không? SSI chưa vi phạm gì cả. Chát giờ chát ngày thì chưa vi phạm gì. SHS cũng chưa vi phạm gì mọi người nhé. SHS hay MBS chưa vi phạm gì đấy là những cái dòng cổ phiếu dòng chứng khoán là vẫn còn ok và và ổn còn bây giờ dòng này thì đấy với phân tích của mọi người cái khẩu vị rủi ro nó khác nhau và mình không thích những cái dòng này đấy chia sẻ với mọi người là như vậy bởi vì là biên của nó không còn ít và rủi ro nhiều hơn cơ hội cho nên mình không đầu tư còn bạn nào có thì giữ bởi vì là xét về mặt phân tích kỹ thuật thì nó không vi phạm gì mọi người nhé còn VND thì chia sẻ với mọi người rồi VND Đúng 1940, 1950 là các bạn cân nhắc các bạn có thể là bán để chuyển sang những cái cổ phiếu khác có dư địa hơn. Cho đánh lại đi. Ngay kể cả những cái cổ phiếu như Shell này chẳng hạn thì thì nó sẽ phải đánh lại một thời gian. Đúng Sẽ phải đánh lại một thời gian. Đúng. Gặp vùng kháng cự phải xử lý cả. không? Phải xử lý cả. Mà con này nó cũng là một cấu trong những cổ phiếu hơi tiếc bởi khi mà cái sóng bất động sản này nó đang vào trận như này mà ông này ông lại ông lại uh, chia tách các thứ thành ra là ông không chạy được nhiều đúng không và ông này mà đang ở cái vùng tích lũy chẳng hạn thì có khả năng là ông sẽ vào trận cũng tăng rất là khiếp ấy. đấy một mã bất động sản thanh khoản lớn và cũng được chú ý trên thị trường xét về phân tích kỹ thuật thì bây giờ đang ở trong quá trình là xử lý cản thôi ok là dòng chứng khoán nữa mọi người nhé sao dòng banh đi Techcombank dòng banh thì để mà dòng banh thì tôi thích mỗi msb đấy, msb bởi vì form nó đúng là form kiểu gom hàng dòng tiền nó gom hàng chát giờ chắc ngày thì thật ra chả vi phạm cái gì cả cũng không vi phạm gì MSB nhưng mà không biết trận này có chạy luôn không hay là trận sau MSB dòng banh thì đang thích mỗi con này thì đang dòng tiền nó đang đẹp 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 và có biểu hiện là uh, xử lý cản và biên nó còn oh, biên nó còn biên nó còn nhiều MSB còn ví dụ mấy ông Techcombank này thì có thể ngày mai là cũng hồi phục Cái form này thì form này mình không không phải là form mà mình thích đánh. VB Bank cho VB Bank tạo đỉnh một rồi bắt đầu có thể ngày mai tạo đỉnh 2 về test lại vùng hỗ trợ này, đúng không? Tại đỉnh một đỉnh 2 VB Bank OCB Nói chung dòng banh hoàn toàn có thể ngày mai là sẽ hồi phục một chút. Nào, có thể hồi phục chút. Ngày mai khả năng vẫn là bất động sản và có thể là banh sẽ giữ trận cho thị trường và một vài cổ phiếu trụ nó có thể kéo thị trường xuống dòng banh sẽ phân hóa mọi người những cái cổ phiếu đã tăng rồi ví dụ như stb này thì đang ở trong thái suy yếu rung rũ suy yếu và mô hình nó tiêu cực rồi thì mình sẽ không chú ý những cái cổ phiếu này stb vietcombank vietcombank bây giờ mà nó tạo đỉnh mà nó kéo cắm mỏ xuống là hơi bị đau đầu và, và khi mà Việt con banh mà cắm mỏ thì các bạn phải chú ý đến những cái cổ phiếu khác nhé sẽ có những cái dòng đỡ ví dụ như cái vick chẳng hạn Đây, sẽ phân tích một con vick này có thể ngày mai con này sẽ tăng rất là dễ con này để ngày mai tăng và mà để mà mua thì tôi chưa 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 thấy vào cái pha và cái form tôi thích lắm nhưng mà các bạn nhìn cho tôi phân tích, phân tích mọi người con vich này tạo đáy một này đáy hai này hôm nay có một phiên rũ khối lượng khá lớn đúng không hơn 3,9 chín triệu cổ phiếu rũ nhá mọi người nhá rũ này khối lượng lớn này lại còn tăng điểm thường nếu mà xét về mặt phân tích kỹ thuật là ngày mai sẽ tăng xét về mặt phân tích kỹ thuật là ngoài mai rất là dễ tăng còn con vich này còn về cái form của nó thì tôi vẫn chưa thích lắm form của nó thì các bạn nhìn cái form của nó vẫn là đỉnh sau thấp đỉnh trước đỉnh một này đỉnh hai này đỉnh ba này đỉnh bốn này đấy nghĩa là cái form của nó vẫn là đỉnh sau thấp đỉnh trước nghĩa là form nó vẫn đang chưa có biểu hiện gọi là gọi là thay đổi cái xu hướng giảm điểm cho nên mình vẫn phải đợi nó gom đủ hàng đi khi mà tạo lập hay là đội lái nó gom đủ hàng thì nó khi mà nó vào trận thì mình vào sau nó một chút cũng được không có vấn đề gì mình phải gom quá sớm đâu gom quá sớm thành ra là mình có tiền mà mình đầu tư dòng bất động sản dạng này đúng không? Chôn vốn nó khổ ra, Nhá. Thì VIX này chú ý trong giai đoạn mà khi mà VNX suy yếu thì khả năng là dòng tiền nó sẽ hướng về những cái cổ phiếu như này. Bởi vì tích lũy cũng rất là lâu rồi, nó tích lũy rất là lâu rồi. Bao giờ dòng tiền nó tốt, mẫu hình dòng tiền đẹp thì các bạn vào và các bạn đánh. Thì thường nếu mà trận này một khi nó đã đánh nó phải đánh lên luôn cái vùng 74, 75 chứ không phải là nó chỉ dừng lại ở đây đâu một khi nó con vịnh này vào trận nó sẽ lên vùng tầm 7x luôn chứ không phải kiểu là nó sẽ chỉ lom rom lom rom xử lý mấy cái cản con con này một phát là lên luôn 7x một khi nó vào trận của con vịnh này tôi nghĩ là sẽ khi mà nó tạo cái trận của con vịnh này sẽ lột một trận luôn là lên luôn 7x luôn chứ không phải đơn giản nhá vịnh và có khi là cái tin mà liêm yết trên trên sàn chứng khoán mỹ mà nó lổ ra có khi là trận đấy là vào trận luôn đấy đúng không ok banh rồi trứng rồi thép thép đi hoa sen thép thì đang khá là ổn gọi nhiều gọi là giữ thì được bây giờ bây giờ mua thì thị trường đang có xu hướng tạo đỉnh một rồi Đánh ra mua không biết là về kịp tê không đúng không giữ thì được mọi người nhé bởi vì các bạn nhìn phân tích kỹ thuật thì khá là đẹp đúng hàng mẫu hình VCB đang tạo gọi là nền đỉnh một thường là ngày mai phải bay luôn nó ngày mai phải bay luôn hoa sen nam kim này để tạo nền này. tích lũy rất là chặt này hôm nay có một phiên test cung không bị giảm đỏ cũng là một cái biểu hiện là định khỏe và đẹp thôi đấy, hôm nay thì hoa sen là có xanh nam kim thì tham chiếu ừ. hy vọng dòng này cố gắng chạy nốt ví dụ nam kim tôi rất là kỳ vọng nó sẽ lên được cái vùng tầm quanh quanh vùng 21 đúng không tôi nghĩ là cái form này thì cái vùng kháng cự lên lên được cái vùng 21 thì là khá là hợp lý cho cái nhịp này bởi vì anh đấy không lạnh lấp gáp mà mọi người hôm nay lấp gáp rất là ngon nghẻ luôn hôm nay lên tận 1203 mà gáp của nó là Gáp của nó là 1201 đúng không? lấp gáp rất là ngon nghẻ luôn, ngấp thành công luôn. Đấy thì thì tôi nghĩ là Nam Kim lấp được vùng gáp 21 thì tôi nghĩ đấy là một cái hợp lý. Nếu như vậy thì ngày mai sẽ tăng đúng không? Ngày mai sẽ tăng vào trận một phát lên 21 để lốc cái gáp thì nó sẽ đánh khá là bài bản hơn bởi khi mà cổ phiếu hay là thị trường lên cái vùng gáp thì tôi cũng chia sẻ với mọi người rồi khi cổ phiếu hay là thị trường lên cái vùng vùng gáp thường nhá mọi người nhá, thường là có sẽ số xu hướng lại sẽ lấp cái gáp đó Đấy. kể cả giữa gáp dưới gáp trên thì khi mà xuống gần cái vùng gáp đó là thường cổ phiếu hay là thị trường nó sẽ có xu hướng cái lấp lại cái gáp đó vì nam kim nó cũng gần gần gáp gáp vùng 2110 rồi thì khả năng là sẽ có xu hướng sẽ lấp được cái vùng gáp đó nhá ok đấy cũng rất là hy vọng ngày mai thép nó chạy bởi vì dòng thép cũng như là dòng bất động sản là hai dòng mà tôi đánh giá là phân tích kỹ thuật và dòng tiền đang là ổn nhất của thị trường xem hbg xem đấy hbg nó đang ra tham chiếu đây mọi người đang ra tham chiếu này. Cũng rất là hy vọng sẽ có một nhịp mà tăng 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 lực uh, rút lên để có giống cái nhịp mà của con KBC này thì không biết có tăng được như vậy không. Đấy, nó nó giống như cái nhịp này. Tăng tích lũy rất là dài xong có một nhịp mà bứt thoát lên đấy. Nhưng mà xong lại <laughs> yếu cùng thị trường chung chẳng hạn đấy kiểu như vậy. Nó có thể kiểu tăng cố, là kiểu kéo cố, kéo bao các tài chính. Ok, dòng thép nhá, Bành, chứng thép dầu khí, dầu khí thì có mỗi kiểu là BR là nhìn là đẹp nhất BR tôi thấy dòng dầu khí có mấy BR đang là đẹp nhất còn đâu các cái dòng như kiểu BVS hay BVD hay BVC thì khả năng là sẽ bị đánh gãy lên rũ ông BR này ông chưa chạy cho nên có có khả năng là ông sẽ sẽ chạy sau Hôm nay tăng không phải 55% không biết là cái nhịp này ông có chạy cố được lên vùng 2X hay không bởi vì ông này ông chưa chạy mọi người nhé xét về phân tích kỹ thuật bây giờ chỉ có mỗi con BR ở trong dòng dầu khí là đẹp thôi Chứ còn đâu những cái dòng khác thì thì, thì thì tôi đánh giá là không không ok cho lắm đấy dòng dầu khí chỉ có mỗi BSR thôi này các bạn thấy như BVS đã bắt đầu yếu rồi này bắt đầu yếu rồi đúng không các bạn phân kỳ âm các thứ tùm lum rất là dễ đánh gãy nền rũ thì đánh gãy nền rũ thì khả năng chắc chỉ về quanh quanh vùng ba ba đấy thì quanh quanh vùng đó trong tạo cái vùng tích lũy vùng đó sẽ đánh cái mẫu hình gãy nền rũ để mà tạo một trận nữa trong năm nay BVS BVD cũng vậy nha BVD BVS thì BVC đang yếu yếu rồi BVC là một bắt đầu chat giờ bắt đầu đang xấu mù rồi nói chung là những cái dòng nhiều dòng dầu khí này có mỗi br nhiều ổn bạn nào có thì ví dụ br thì bạn cầm thì cũng bây giờ dòng dầu khí bảo để mua thì rất là ngại rồi ngại về cái mẫu hình này thì hơi rủi ro à, sang dòng đầu tư công đi cái sb năng dụng dụ tích lũy là bổ giờ bò lại trên này nói chung là về mặt phân tích kỹ thuật cũng vi phạm nhiều thứ rồi nhưng mà để có cái vẫn nó bởi vì nó vẫn giữ được nền nó vẫn giữ được nền thì không biết liệu ngày mai có lên được không nhưng mà bây giờ tạo đỉnh một là đỉnh này thì các bạn đợi nó test lại, lại cái đỉnh quanh quanh vùng tầm 33 thì chắc các bạn cũng cũng bán đi KSB KSB dòng này bây giờ có mũ của VCG là nó còn giữ trận chứ còn đâu là đa phần là đều xấu hết rồi nó VCG có mỗi VCG là giữ được trận nhưng không biết cũng có giữ lồi hay không Trong này Cũng là đỉnh một này đỉnh hai rồi Nó tạo ra hai đỉnh rồi Cổ phiếu hai đỉnh rồi Thường khi mà cổ phiếu hai đỉnh là các bạn cân nhắc cái vấn đề khoản gọi là chốt lời bớt Đấy, nhưng mà xét về mà phân tích kỹ thuật chưa vi phạm Ông này là Red ai lên tấn đến 86 rồi Kinh khiếp rồi à? Red ai lên 86 rồi Rất là cao Đấy, Phải hạ độ cao xuống Nó phải tích lũy lại Thì lên kiểu này nó thường là không bền lên nó phải có cái vùng tích lũy chặt xong bắt đầu đi lên chứ lên vù 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 này thì nó không bền thì có thể là sẽ phải tích lũy lại đúng không có thể là sẽ phải tích lũy lại quanh cái vùng này đấy, đấy tích, tích lũy lại xây lên quanh cái vùng này thì bắt đầu là có một nhịp nữa đánh lên chẳng hạn đấy vcg nói chung là đang thông tin đang nhiều thông tin có vào dự kiến là tích cực đúng không đấu thầu đấu thiết tích cực thì nó đánh như này thì thật ra khi mà cổ phiếu nó tăng theo sự kỳ vọng mà một khi nó lái nó con đủ hàng hay là tin nó đủ tích cực thì nó cứ đánh vù 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 thôi chứ không phải cả hay là red ai gì đâu mọi người ví dụ tôi có phân tích mọi người con Masan này nhé Masan cái nhịp cái giai đoạn mà giai đoạn này này nó ra tin cực kỳ tích cực rồi tin tốt tiền vào nó tăng vù 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 lên các bạn xem RSI ai lên tận chín mấy đúng không cái giai đoạn này này red ai lên 91 cơ nghĩa là lúc này thì tin tốt giá tăng tin quá tốt đúng không tin quá tốt tôi tôi quên cái sự kiện đó giai đoạn này tôi nhớ là sự kiện gì sắp nhập cái gì ấy. thì tăng một phát tăng âm âm âm, lên luôn RSI lên tấn 91 luôn chứ không phải đơn giản cho nên là các bạn đừng nhìn RSI khi với những cái cổ phiếu nó ra tin tích cực nhé mọi người nhá cổ tốt mà giá lại còn tin tích cực thì nó tăng đến bất chấp luôn mọi người khác gì có sell với cả L14 hay DG năm ngoái đâu nó tăng cứ ầm âm âm năm ngoái năm đây cuối năm 2021 nó cứ tăng âm 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 ầm trả lại cái quái gì cả những con sell này giai đoạn này nó tăng rất là khiếp luôn rồi ai nó lên cao vút luôn này rồi ai 95 luôn cho nên cái vấn đề đến ai mình phải tùy thuộc vào cái thế trận cũng như là cái cái sự kiện của nó ví dụ như kiểu VCG này chẳng hạn sự kiện của nó đang là tốt chẳng hạn trúng thầu các thứ thì hoàn toàn nó có thể cứ thế nó bay nó có thể điều chỉnh một hai nhịp nó bay tiếp mấy chú lời các bạn đừng cái rồi ai chỉ là một cái chỉ báo thôi chứ không phải là quyết định cổ phiếu sẽ như nào đó rồi ai là hay là bất kỳ cái chỉ báo nào cũng là chỉ mà là một chỉ báo thôi một khi cổ phiếu nó đủ những cái yếu tố về vừa cái cơ bản này vừa kỹ thuật này còn vừa dòng tiền một khi lái nó muốn đánh thì lên bất kỳ một cái điểm nào nó chưa muốn dừng lại thì nó cứ thế nó bay thôi bởi vì là cái tin của nó quá tích cực mọi người tin của nó quá tích cực thì nó cứ trần 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 miết, nó hơn rất là nhiều cổ phiếu giai đoạn mà sóng penny đợt vừa rồi ví dụ con bsh thì rất là nhiều cổ phiếu khi mà tin của nó ra tích cực nó trần 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 3 4 phiên thậm chí 5 6 phiên luôn không? Cho nên cái cái vấn đề chỉ báo thì mình chỉ là gọi là ấy thôi. Chứ còn bây giờ xét về mà phân tích kỹ thuật nó vi phạm cái gì đâu. Tin thì tốt không? Cho nên là mình bạn nào có thì các bạn vẫn cầm được. Hay là cái form suy yếu thì nó chưa vào cái form suy yếu. Không? Cái dòng đầu tư công thì chỉ có mỗi VCG là đẹp thôi chỉ chỉ sợ. Còn VCG nó là cái chim mồi ấy. Nó chim mồi để nó xả cái dòng đầu tư công này thì các ông cái hay có xu hướng là khi mà một con chạy thì lại đi mua những cái cổ phiếu khác ấy. thì khả năng VCG là cái con chim mồi để mà nó phân phối những cái cổ phiếu như HHV, KSB, PLC hay nhiều cổ phiếu dòng đầu tư công khác. Nhiều trường hợp là cũng có xảy ra cái yếu tố là chim mồi xong bắt đầu là xài những cái cổ phiếu khác đấy. Ok, banh trứng thép dầu khí. À, đây các bạn nhìn những cái cổ phiếu như cái dòng cảng biển này, HAH này. này bắt đầu là suy yếu rồi, đúng Bắt đầu suy yếu rồi. Đây, ví dụ là tạo lên test lại trong nó lòng 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 là suy yếu là, 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 là gặp thị trường xấu là có thể là đi luôn VOS cũng vậy này gãy rồi này khảo hồi lên thì nó bán các bạn nhìn trong dòng xây dựng thì có CTD chẳng hạn Đấy, nó tăng nó đủ biên rồi mà. x đôi rồi từ từ từ, từ vùng tích lũy lên x đôi rồi tạo đỉnh một đỉnh hai các bạn nhìn thấy nó giết rất nhanh rồi CTD tạo đỉnh một này đỉnh hai bắt đầu rơi luôn rồi rơi luôn gãy luôn dòng tiền thoát ra ngày 24 tháng 7 luôn À, ai mà kiểu cứ ngoan cố không thoát ngày 20, 20 từ tháng 7 sợ đã cắt lỗ rồi cuối cùng là còn lỗ hơn nữa đúng không? lỗ hơn nữa cái khoản lỗ của bạn sẽ <laughs> gia tăng tăng dần lên. Cho nên cái vấn đề cắt lỗ thì cũng là một cái vấn đề mà mọi người cần phải dứt khoát và quyết đoán chứ đừng có tiếc một vài phần trăm. Cắt lỗ xong lại có những cổ phiếu khác ví dụ các bạn cắt ngày 24 tháng 7 có CTD chẳng hạn thì các bạn vào con Lovoland hay là các bạn vào con DG có phải là các bạn gỡ lại rất là nhanh không? đúng không dỡ lại rất là nhanh nhưng mà nếu các bạn chôn vốn vào cổ phiếu như này thì các bạn có thể các bạn sẽ có có khi không gỡ được đồng nào lại còn cuối cùng lại đi đi thêm đúng không hoặc là các bạn xuống dưới và các bạn trung bình giá các kiểu là có còn, con đi nữa cơ đúng không có đi nữa cơ đấy. cho nên đầu tư chứng khoán là một trong những cái bộ môn các bạn cần nghiên cứu và đưa ra những cái quyết, quyết đoán thị trường lúc nào ngon thì mình đầu tư nhiều thị trường lúc nào thấy khoai khoai thì mình đầu tư ít đúng không đấy cổ phiếu nào mà mô hình dòng tiền đẹp thì mình vào mình chiến còn cổ phiếu nào mà uh, mô hình dòng tiền không đẹp thì mình đứng ngoài và kết hợp cả yếu tố cơ bản nữa mọi người nhé kết hợp cả yếu tố cơ bản ví dụ nhiều là dòng bất động sản tại sao tại nào nó chạy mạnh như vậy thứ nhất là về mặt tích tin tích cực thì nhiều hạ lãi suất đúng không hạ lãi suất như vậy thì, thì khi mà hạ lãi suất thì dòng bất động sản luôn luôn là dòng mà dòng uh, tí, hưởng lợi đầu tiên mọi người hưởng lợi và cái vấn đề mà dòng bất động sản ở ở với thị trường Việt Nam là uh, cổ phiếu bất động sản hay là uh, đất đai uh, ở uh, bất động sản của Việt Nam thì nó đặc thù nó khác ở nước ngoài rất là nhiều đúng không? là một cái chú ẩn cũng như là tránh mất giá dòng tiền ấy. Ok hôm nay phân tích vậy đi nha các bạn muốn hỏi mã ngành nào thì các bạn bình luận phía dưới tối sáng ngày mai mình sẽ trả lời mọi người các bạn muốn tham gia dung quấn nghị hay phân tích thị trường trong phiên thì các bạn lì xì từ 2 triệu trở lên và các bạn muốn tham gia dung quấn nghị và phân tích thị trường trong phiên cũng như tham gia khóa học phân tích kỹ thuật và phân tích dòng tiền thì các bạn lì xì từ 5 triệu trở lên ok chúc mọi người một buổi tối vui vẻ